Chào mừng các bạn đã tới với channel Vua Sinh Tồn. Mình là Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới với ARK Survival phiên bản Pokemon. Thì bởi vì có khá là nhiều bạn kêu mình chơi ARK ấy, nhưng mà hiện tại cái kênh Vũ Lít của mình đang làm về khá là tạp nham nội dung, cho nên mình muốn làm một cái kênh chuyên làm về game sinh tồn. Vì thế mà mình mới test thử cái series ARK bên đây để xem là các bạn có thực sự thích hay không. Nếu các bạn thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì nói chung là cái kênh này mình làm để phục vụ cho các bạn dịp Tết. Thì nếu như mà từ giờ đến Tết là mọi người vẫn ủng hộ ấy, thì mình sẽ làm cái series này nó dài ra. Còn nếu như mọi người nó không ủng hộ mình nữa ấy, thì chắc là mình sẽ không làm nữa nhá. Đấy, thì tất cả nó tùy thuộc vào mọi người thôi. Bởi vì là dạo này mình cũng rảnh, cho nên là Tết nó không có gì làm, nên là mình làm một cái series ARK để cho mọi người xem nó có cái kiểu Tết coi. Biết đâu lại có chút đề xuất nó thì lại tốt cho mình. Còn không thì cũng không sao. Coi như là làm một cái kênh để kỷ niệm đi ha. Đấy, có thể thì mình sẽ làm thêm cả cái gì đó liên quan đến sinh tồn ở kênh này đi ha. Rồi thì mình có cài một số cái mod ở trong cái tựa game này nữa. Thì mình thấy là mấy người họ chơi ARK đấy, họ chơi map cơ anh em ạ. Họ chơi map khác cơ. Cho nên là nó sẽ không có những cái con khủng long như con khủng long bay này anh em, mà nó chỉ có mấy con Pokemon thôi. Nhưng mà mình muốn chơi cái map này, bởi vì là biết đâu mà mình mà chơi nhiều quá nó ghiền thì mình sẽ phá đảo luôn. Bởi vì là chơi mấy cái kia thì nó sẽ không có hồi kết. Và mình cũng chả biết là sức mạnh của mấy con Pokemon này nó như thế nào nha. Không biết là có đánh được boss hay không. Nhưng mà tạm thời ta thấy có cá heo, cá hủng ở đây này. Đấy, thì mấy con Pokemon nó sẽ đi đầy về đường cái này. Và mình có thể bắt. Ơi, như kia là một con Blade kìa anh em. Pokemon đánh nhau này anh em. Ấy, Pokemon EV này anh em. Con Zero gì nữa này. Nói chung là có rất là nhiều Pokemon ở đây nhá. Đấy. Ô, con này là con, đâu phải con EV, con này cũng con Charmander à? Không phải anh em, con này con gì đấy. Ua, đá mình luôn anh em ạ. Vãi nồi. Đá có 15 đam thôi anh em. Pokemon nó đánh lộn à? Hai con này đá nhau rồi anh em ơi. Đó. Con Blade này. Thì nó sẽ xuất hiện thêm cả những con Pokemon huyền thoại đấy nha. Với cả là ở trong cái trò này thì chúng ta có thể bắt Pokemon bằng hai cách. Thì cái này mình cũng chỉ tìm hiểu qua thôi. Tìm hiểu qua chứ không có tìm hiểu kỹ nhá các bạn. Bởi vì là mình không muốn gọi là tìm hiểu nó kỹ từ đầu ấy. Bởi vì nếu mà tìm hiểu kỹ từ đầu thì nó sẽ mất hay. Cho nên mình cũng tìm hiểu qua một chút thôi. Đó chính là chúng ta có thể bắt Pokemon bằng hai cách. Một là chúng ta sẽ bắt bắn nó ngất, rồi chúng ta sẽ cho nó ăn trái cây hoặc là thịt. Và thứ hai là chúng ta sẽ dùng Pokeball anh em ạ. Đúng rồi, chính xác là chúng ta sẽ dùng Pokeball nhé mọi người, để chúng ta bắt mấy cái con Pokemon này. Thì ui, ở đây có cả con Spino luôn ạ. Vãi cả trưởng ạ anh em ơi. Vãi, tôi đang chơi cái chế độ gì mà sao bên đây nó có cả Spino này. Từ từ để mình chạy qua một chút nhá. Hiếm lắm mà chúng ta sẽ có một con Spino nó xuất hiện ở đây. Mà không biết là con Spino nó có uýnh lộ đến mấy con Pokemon khác không. Nhưng mà mình thấy nó khá là nguy hiểm. Rồi mà cái game này nó khá là nặng nha. Mình chơi mà cái quạt CPU của mình nó kêu. Không biết là có hỏng không, cũng hơi ớn đấy anh em ạ. Đây có rất là nhiều những con Pokemon này. Em mà mình thử nhá các bạn. Mình thử cầm mấy quả trên tay. Bởi vì là có một số con Pokemon chúng ta có thể bắt nó bằng việc là chúng ta chỉ việc là đút thức ăn cho chúng nó ở đây anh em. Nên là nhiều khi chúng ta chỉ việc đút thức ăn cho mấy con này thôi, nó theo mình luôn. Con này thì không được rồi, con này chắc phải đánh ngất nó. Một số con Pokemon chúng ta phải đánh ngất nó thì chúng ta mới thu phục được nó. Còn một số con Pokemon chúng ta phải kiểu cho đồ ăn thôi là bắt được. Và một số con Pokemon là chúng ta sẽ dùng cầu Pokeball để bắt. Hai anh kia nó uýnh lộn từ sáng tới tối. Hoặc là có thể là một số Pokemon nó sẽ ăn thịt, một số Pokemon ăn cá, mình chả biết nữa. Con này nó có chịu không? Không luôn anh em ạ. Mà sao mấy con này nó cứ uýnh lộn này? Con này nó cứ đuổi nó dí, con đá. Sao mày cứ đá thôi á? Bựa chè. Con Pokemon gì đấy? À, ỉa bãi đã, quên mất. Cái trò này là nó có một cái là nó lâu lâu nó ỉa một cục cứt anh em ạ. Đây. Mình quên mất chữ inventory nhá, đây. Đây là cứt người đấy anh em, nặng một lạng. Và nó sẽ bị phân hủy sau một tiếng. Mình có thể ăn à? Ui, ăn cứt. Vai trưởng ạ. Ui vai. Ui, ăn cứt luôn ạ. Vai nồi. Chết rồi anh em ơi. Mình vừa ăn cứt. Vai. À, sao mấy con này nó cứ uýnh lộn thế vậy? Mấy con Pokemon này đánh nhau nhá. Mình không biết là mốt cho đánh nhau như nào.
Nhưng mà mình vừa ăn cứt các bạn ạ. Vãi cả nồi. Ôi giời ơi. Khởi đầu nghe chừng là thấy không thơm rồi đấy, thấy thung thủ rồi đấy. Mới vào đã ăn cứt rồi. Ê đây có một con Squibitu anh em ơi. Ý chà. Có một con Squibitu ở đây này các bạn. Squititer này. Con này là con Squibitu nhá, ngày xưa mình hay gọi nó Squibitu. Bây giờ mình sẽ đi nhặt đồ đã. Để mình làm thử một cái gậy mình đập vào đầu con Squibitu để xem mình có nhặt được nó không. Mình khá thích con này. Cho nên là mình sẽ tranh thủ để mình bắt nó. Đây. Đấm cây để lấy wood cũng như là thát nhá anh em. Rồi chúng ta sẽ làm một cái rìu. Trước tiên thì chúng ta sẽ nâng cấp đã. À cần thêm cả Flint nữa. Chắc là làm cái cúp anh em nhỉ. Đầu game mình cứ làm cái cúp. Bên đây là học này. Đây khi mà chúng ta đạt tới mấy cái cấp này thì chúng ta có thể chế tạo được khá là nhiều đồ. Cấp 5 thì chúng ta có thể chế tạo được Pokeball nhé các bạn thấy không. Và cái Pokeball này thì bắt như nào thì mình chưa biết các bạn ạ. Đây hôm nọ mình có test qua một chút xíu, mình chơi thử lên cấp 11 rồi. Mình thấy là cũng chưa biết đường nào một lần đâu. Bởi vì là chỉ chơi tới đấy thôi. Nhưng mình sợ là mình chỉ cần chơi một thời gian là mình cảm thấy nó bánh cuốn quá thì lại chết anh em ạ. Nên là anh em cứ ủng hộ mạnh lên. Anh em ủng hộ mạnh thì mình sẽ chơi nhiều. À mình có một mê tổ rồi này. Để mình thử chế tạo một quả Pokeball nào. Sao có... Ủa? À cần thêm 2 da nữa anh em ạ. Vậy là mình sẽ lấy cái này đi. Mình làm cái rìu nữa. Vậy là mình phải học thêm cả cái rìu nữa chứ đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đấy. Thì là mình có thể làm skin cho mấy cái này luôn anh em ạ. Đấy. Chế tạo một cái. Không biết là các bạn có nghe tiếng cái CPU của mình nó kêu không gì. Giờ này cái máy của mình nó bị một cái, nó không chơi mấy game nặng được. Đây như là cái skin đó. Đâu rồi, đấy. Cầm cái rìu này là cái skin nó nhìn nó khác hẳn. Nhưng mà nhìn nó cứ sao sao ấy anh em ạ. Thế nào. Nhìn như kiểu là cái rìu sắt ấy. Rìu đá mà nhìn giống rìu sắt quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đập mấy con này ra để mình lấy ra nhá. Rồi đập con này lấy ra này. Mày mấy con này là mấy con mình dễ đánh. Con nào ỉa đấy. Ui dồi. Đấy có ít da này. Mình sẽ thử làm từ từ. Mình xem con này nó có ăn thịt không. Nhiều khi nó ăn cá đấy anh em. Cũng chưa biết được nào một lần đâu. Không thì mình sẽ đập vào cái đầu nó cho nó ngất. Không được anh em ơi. Thế thì mình sẽ chế tạo một cái này. Chế tạo một quả Pokeball trước nha. Có mình chế tạo cái này. Nếu mà mình không bắt nó bằng Pokeball được thì mình sẽ bắt nó bằng cây gậy sau. Đấy. Ok. Khá là hợp lý. Rồi, rồi, cầm hai cái này ra. Rồi, Pokeball Squibitu tới cho cậu. Có vào vậy thế. Vô đấy. Ơ kìa. Ai à, nó quay nó xúc mình luôn. Mày. Ai à. Thôi anh ơi. Mày làm gì, ai làm gì mày, ai à nhầm, tao chỉ bắt mày thôi mà. Đập nó. Ủa, mình đang cầm cái gì mình đập vậy, cầm đuốc à? Mày ô con này nó yếu. Ô mình làm cái đuốc à, trời ơi mình tưởng mình làm cái gậy. Thôi không chơi nữa, con này đánh không đau anh em ạ, đánh nó mất gần nửa cây thôi, không đau lắm. Chạy phọt cứt anh em ạ. Chạy phọt cứt là có thật. Thôi. Mình khoái con Squibitu đó, tí mình quay lại mình bắt sau. Mình nghĩ là mình nên nâng một vài cái điểm nữa anh em ạ. Điểm cân nặng này. Điểm stamina. Đấy. Mình nghĩ là nên nâng cái cân nặng này cần đấy anh em ạ. Cân nặng và stamina khá là cần nha. Đây là cái đuốc, trời ơi tôi nhìn nhầm anh em ạ. Vậy là cái gậy đâu. Ui. Mình làm được cái super. À cái này ngon này. Cái này bắn một viên hình như là ngủ luôn này anh em. Cái này trước mình chơi cái mod rồng nó cố á. Ơ kìa. Cái thằng này nó tìm cách nó đập mình luôn ạ. Vãi cả trường. Mình nhây quá vậy chế. Đói này các bạn ơi. Ăn một ít đã. Con này nhây quá nhở. Đi xa cái địa bàn nó rồi mà nó vẫn dí mình các bạn ạ. Con này nó thù dai lắm luôn á. Mình đi khá là xa cái địa bàn nó vẫn tìm cách để nó phập mình các bạn ạ. Mía mày dai quá vậy. Dai như đỉa mày mày. Thôi nào. Eo ơi nó đuổi mình thích cùng trời quê đất luôn anh em ạ. À. Vẫn đuổi ạ. Vãi cả trưởng thôi. Ai làm gì đâu. Vui vẻ một tí thôi mà đuổi gắt quá vậy bồ tèo. Eo ơi nó đuổi tít bên đây luôn các bạn ạ. Dã man chưa. Mình quên mất cái nút mà chỉ đạo để đánh rồi anh em ạ. Như là lúc này.
Ừ, chạy ở đây đã. Ở đây có xác một con cá heo đây rồi. Nó bỏ rồi anh em ạ. Con này chiến thần đấy. Mình tí mình bắt nó một quả bôn khác. Nghĩa cái con này nó không bơi được thôi đấy. Thôi mình bơi qua đây đi. Bơi qua đây chắc là hết gặp nó các bạn ạ. Cày tê nhờ. Nó dí ác quá anh em ạ. Ui nó bơi qua luôn. Giờ mình tưởng nó không bơi được. Ai ngờ nó bơi qua nó chơi mình luôn anh em ạ. Con này đúng là chiến thần đấy. Tao cầm... À mày không bơi qua được đúng không? Đâu rồi, mình làm cái gậy mình gõ cái đầu nó coi. Ở đây mình làm nhầm cái đuốc anh em ạ. Vãi thật. Ăn ít này vào để cho nó tỉnh táo cái đầu đã. Con này mày nhờn với tao à? Bố mày lại nhờn với mày ấy. Nào. Vào. Vào chưa? Nghĩa sao nó không vào người ta? Đập nó. Mày không biết đập nó ngất được không, cảm giác nó trâu quá ấy. Mày lì quá ấy. Chú nước đập anh em. Đập nó chảy. À mày chạy à? Sao lúc mày đánh tao mày không chạy? Mày chạy này. Lúc mày đánh tao sao mày không chạy? Chạy nước à? Chạy này ngất. Con ăn cái gì vậy ta? Lúc nó đánh mình thì sao nó không nghĩ đến việc nó sẽ chạy đấy? Mày chạy. Tao gõ cho mày thì lúc mà đuổi tao thì sao mày không nghĩ đến vấn đề mày sẽ như ngày hôm nay đấy. Đâu rồi mày chạy à? Chạy nhanh đấy. Chân mày dài đấy. Chân mày dài đấy. Dạ ôi. Con này. Mày. Ui, nó nhảy lên đây luôn. Nó nhảy mất rồi. Đâu rồi? What? Where are you? Đâu rồi? Ok. What? Ui. Con này lấn nhanh chứ. Vãi trưởng. Ơ. Nó đâu rồi? Ui khát nước quá anh em ơi. Ui. Mình để sống rồi. Mà nó chạy kiểu gì mà nó biến mất luôn anh em ạ. Phải thật. Mình nghĩ là mốt mình phải bắt một cái con Pokemon nó có cái khả năng gọi là du ngủ đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết là trong game này nó sẽ đánh nhau hay nó sẽ du ngủ ha. Mà mình có cái này đấy anh em ạ. Có cái này thì rất là kinh nhá anh em. Chỉ cần 10 cái Narcotic, 2 cái Metal Aegis với lại một cái Simbrief Armor là mình có thể làm được rất nhiều thứ đó. Bây giờ mình cần Metal này. Nhưng mà cảm giác là cái quả cầu này nó không ngon lắm ha. Hình như là hồi nãy á, mình đập cho nó chạy, sau đó mình ném cầu anh em ạ. Mình thấy như thế nó hợp lý hơn. Chắc giờ đi chế tạo thêm vài quả cầu ở đây. Để tí nữa mình sẽ đi áp dụng với con khác. Mấy con đó nhỏ xíu mình đã chơi không lại rồi thì sao mình chơi lại được mấy con to ta. Không sao. Rồi mình sẽ grab được mấy... Ủi 5 quả à. Ngon á. Hồi nãy tay của mình cũng hơi cuống đấy anh em ạ. Thực sự lúc đấy tay mình khá là... Tay của mình khá là cuống lúc đấy anh em ơi. Nên là cũng hơi sợ. Ủa cái này cái gì đấy? Lại đói rồi. Hay đói lắm. Mà giờ tìm lại nó ở đâu ấy chứ. Mình khá là thích con Squibitu anh em ạ. Mà vừa thấy nó chạy cái xong nó biến mất luôn. Nó nhảy qua cái hòn đá cái xong nó mất tích luôn. À mưa thế này chắc là không sợ khát nước rồi. Để mình chạy lên mình mò lại nó coi. Nó chỉ ở đâu đó ở đây thôi. Bây mình có một đống cầu rồi chứ mình không bắt được nó. Đúng không anh em? Không thì mình qua bên đây có rắn đấy anh em ạ. Cái khu đầu tiên mình đứng ấy thì nó không có rắn rết gì hết. Đấy khá là yên bình nhá. Nhưng mà lên đây thì cảm giác là nó sẽ có rắn. Trời mưa thì mình không sợ bị khát nước đâu anh em. Trời mưa thì rất là thoải mái. Nếu con này là con tép giáp thì mình sẽ bắt. Còn nó là con tê giáp thì mình không cần lắm. Trên đây có Stego này. Có vẻ như ở trên đây thì nó hơi ít Pokemon nhỉ. Mình thấy mấy YouTuber khác thì họ chơi mấy cái map mà tự tạo ấy. Cho nên là có khá là nhiều những con nó chỉ có Pokemon thôi, chứ nó ngoài Pokemon ra thì không có gì khác. Nó giống như kiểu Minecraft Pixelmon ấy. Nó chỉ có Pokemon thôi, nó không có zombie, không có gì hết. Còn ở đây thì có cả khủng long thường luôn, nhìn cho nó lạ anh em ạ. Bởi vì thực sự là nếu các bạn mà chơi Pokemon ở thế giới Pokemon nó chỉ có Pokemon à. Nó không có mấy con khủng long đâu. Thứ của tôi cần
Bây giờ là đi bắt mấy con Pokemon, con Squirtle nó trốn kiểu gì ấy nhở? Rõ ràng thấy mình thấy nó nhảy cái vọt phát qua cái cây, à qua viên đá. Sau đó quay đi quay lại cái thấy nó mất tích luôn. Chắc nó đi spawn quá các bạn. Rồi chắc mình đi về nhà cái. Quên mất là mình không có nhà anh em ạ. Thế mới đau đớn chứ. Chúng ta còn chưa xây nhà nữa. Chắc là chúng ta sẽ xây nhà sau đây. Từ từ xây nhà đây. Bây giờ thì mình sẽ chạy vòng vòng đã. Hơi bị buồn đấy các bạn ạ. Con này chắc mình đánh không được đâu nhở. Con này nhìn nó ngầu quá à. Cái con kia mình đánh còn cái con Squirtle nó cùi bắp vãi trưởng, mình đánh còn không lại mà. Sao mình chơi lại mấy con này đây. Cảm giác hơi run đấy. Con này cấp mấy nhỉ, từ từ. Nhưng mà nếu nó cấp thấp thì có khi mình vẫn đánh được anh em. Bắt được mấy con này về cưỡi cũng chiến phết đấy chứ đùa. Mấy con này nó có ăn thịt không nhỉ? Nhiều con nó chỉ cần đút thịt thôi là nó ăn. Ê con này cấp 1 anh em ạ. Zoroark. Thử nhá. Mày ném. Ô ném trượt tao nó thế này à. Ui vai. Ném trượt tao nó mất luôn à. Rồi phải ném chuẩn nhá anh em. Thế bắt con trên đây đi. Bắt con này nhìn cho nó xịn này. Đấy con Blazed này, con gà anh em ạ. Con này là con tiến hóa từ con tô chích này. Con này mới gọi là bá đạo rồi này. Bắt được con này thì đúng là chủ của game luôn đấy anh em. Mày này. Ok á. Chứ tôi không biết ném rồi anh em ạ. Ném ngay chân này. Vô. Vô đây, vô đây, vô đây. Đánh nào ạ. Vô. Cái gì đây? Vô. Vô đây. Vô. Chết tôi rồi. Bụt nó rồi anh em. Mày. Ủa. Đấm cho hai cái ngủ luôn anh em ạ. À vậy là con này nó có khả năng đánh ngủ anh em nhá. Được á. Bây giờ chờ tỉnh cái đã. Rồi chạy cái đã anh em ơi. Chạy đấm chết đấy. Chạy thôi. Ui đấm không tỉnh không dậy luôn. À chạy. Đánh không lại anh em ơi. Đại ca tha mạng. Đá cho hai phát gần. Ô có Squirtle Cini anh em. Ờ à, nó không đuổi anh em ạ. Ít ra nó không đuổi. Đây. Có con Squirtle Cini rồi. Còn nãy mình đã bỏ lỡ một con ạ. Con này mình không bỏ lỡ. Vào đấy. Bà nội. Mày có ấy không? Có vào không? À đây nó có cái thanh gì ở trên này anh em. Có thanh ở trên này. Có thanh ở trên này. Mình thấy có thanh gì ở trên đấy anh em. Con này đánh cũng ngang cơ mình anh em ạ. Mình với nó đánh ngang cơ nhau á. Nó có vẻ nó vẫn khỏe hơn mình ạ. Thế mới đau đầu chứ. Ôi bạn ơi từ từ. Mình nghĩ lại rồi bạn ơi. Mày này. Cái gì mày khỏe thế. Squirtle chẳng lẽ tao không ăn được mày. Mày đánh 3 đam mình đánh 2 đam à. Tính ra mình vẫn thua nó một chút. Đánh không lại anh em ơi. Mình muốn đập. Ui nó đánh gãy xương mình rồi. Tôi tin cậu. Quả cầu cuối cùng. Vô đi. Vô đây. Vô. Không. Tôi bơi qua bên kia. Tao không dây dưa với tôi bay nữa. Rồi sao tôi hèn hạ quá vậy. Không bơi được anh em ơi thôi. Mày đánh nhau không? Nó vẫn đuổi anh em ơi. Vãi thật. Nó đuổi nó dí ghê quá. Mấy con Pokemon này không biết ai là chủ của cái khu vực này sao nó cứ đuổi mình nhá. Trời ơi. Bây giờ mình yếu quá các bạn ạ. Tới một cái con Pokemon cùi bắp nhất mà mình cũng không bắt được nữa. Mình còn để nó củ hành cho nữa thì quá là nhỏ cho Vũ. Rồi mình sẽ trốn ở đâu đó đây. Chạy qua bên kia đây anh em. Ồ
Ok các chế ơi, bơi qua đây đi. Hình như là mình hết gãy xương rồi. Con kia đuổi dai quá. Eo ơi, sao để thuần phục mấy con này đây? Chắc là mình phải đập nó gần ngúm ấy, đập nó chạy ấy, sau đó là mình mới có thể bắt nó vào anh em ạ. Bây giờ mình cần phải đi kiếm một ít trái cây ăn để hồi lại máu, hồi lại thể lực các thứ đã anh em ơi. Với cả là chắc cũng phải tăng một chút về đam nữa anh em ạ. Mình nghĩ là cần phải tăng một chút về đam nữa thì mới có đủ sức để mà chơi chúng nó. Thôi chắc là stamina chắc không cần đam nữa anh em. Quan trọng là sao để cho chúng nó bị cái topi ấy là ngon. Mấy bữa nữa mà mình mà làm được cái super trang này thì chúng nó chết với mình anh em ạ. Tạm thời thì bây giờ mình còn hơi sida, phải học mấy cái narcotic ở đây, học cái giường này. Cái giường khá là quan trọng trong việc vận chuyển nhá anh em. Cho nên là mình nghĩ là mình cần học cái giường này, học mấy cái lò nữa anh em ạ. Để xem nào. Này là cái gì đây? Mấy cái đồ gỗ các thứ này, trống này, crementing này. Mấy cái bộ đồ này cũng không cần lắm anh em ạ. Thực ra thì mấy cái đồ ở đây nó cũng không cần lắm. Đây, cái này cần này. Wow, có thêm mấy cái bộ đồ nhìn khá là xịn nhá. Đây, trang arrow này. Có cái năm nách ấy, nách 5 ấy. Mà không biết là cấp bao nhiêu mới học được các bạn ạ. Có cái nách 5 nhìn cũng khá là... Có kiếm mà, mình đâu có muốn chém mấy con Pokemon đâu. Hình như, à đây. Hình như cấp 35 ấy mình mới học được cái sao ấy. Để xem nhá. Cái súng ấy tên là gì nhỉ? Lông nách đúng rồi. Level 35 anh em nhá. Lông nách. Level 35 là mình có thể học được cái lông nách. Mình có thể chế tạo thêm cả mấy cái súng này này. Đấy, để mình đi bắt mấy con đấy sau. Super trang này, mình cầm cái lông nách này mình bắn cái super trang này chắc một viên thôi là chúng nó ngủ anh em ạ. Khá là hợp lý ạ. Bây giờ đứng không làm gì thôi mà cũng hồi máu đấy anh em ạ. Rất là bẩn bựa. Cất cái này đi thì mới nhặt đồ cho anh em. Phải cầm tay không mới nhặt đồ được. Và phải ăn thôi anh em ạ. Tầm này chỉ có ăn thôi. Mình nghe mọi người nói ấy, là cái quả màu đỏ nó sẽ hồi máu. Mà mình thấy quả nào cũng như quả nào anh em ạ. Đứng một hồi nó hồi máu à. Nhưng mà cứ tiêm một đống quả đỏ vào người đi. Biết đâu nó hồi thì ngon. Đấy. Bây giờ thì đứng nghỉ ngơi. Chờ đợi một chút. Ui vi này. Khu đấy bắt đầu nó xuất hiện nhiều con Pokemon xịn rồi đấy. Nhưng mà mình chả làm gì được. Tạm thời mình chả làm gì được mấy con này anh em ạ. Đến cái con Squibitu mình đánh không lại nữa. Ui con này giống con rồng các vậy. Con rơi con rồng đây. Ui con này nhìn đẹp quá vậy. Bao giờ mình có khẩu súng xịn thì mình sẽ đi săn cho nó sau anh em ạ. Còn bây giờ chắc mình chả đánh được ai đâu. Ui à, ai làm gì mày? What the hell? Tao đi đâu bị đuổi này. Rồi tao đi qua tao nhìn một cái nó không sút mình luôn anh em ạ. Cay thật. Đã là nhìn xem cái con đấy nó như nào mà. Em chưa kịp làm gì anh đã rồi sút em rồi. Vãi cả anh ạ. Chúng mình chờ đấy. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ là bá chủ. Ta sẽ bắt tất cả chúng mày làm Pokemon của tao. Rồi ok thôi, chắc là chúng ta sẽ tạm dừng cái clip đây thôi nhá. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.